Ủa, hai đứa mới tới chơi hả? Dạ, em qua kiếm chị có chút chuyện. Chuyện gì chị cũng giúp hết á. Chuyện tiền chị muốn giúp nữa nha. Vậy thôi, chị giới thiệu cho em người bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có, vừa con nhà giàu học giỏi, vừa yêu thương chung thủy chiều chuộng em đi. Gì khó vậy? Thôi, để tao cho mượn tiền luôn nha. Mượn nhiêu? Cái mượn 100 triệu. Gì 100 triệu? Mượn chi dữ vậy? Cái em mượn có 10 ngàn giống như em đi ăn xin vậy. Còn nếu mà em mượn 10 triệu thì giống đi vay tiền quá. Cho nên mượn 100 triệu cho giống đầu tư. 100 triệu? Không có. Giờ mượn 1 triệu, được không? Được. Gì lạ dữ vậy? Thì mấy lần trước em mượn 1 triệu, chị cho em mượn có 10 ngàn à. Được không? Ok, mượn 1 triệu cũng được. Nhưng mà với điều kiện là em phải quỳ xuống. Sao bây giờ nếu mà 1 triệu á thì mình quỳ, mình mượn. Còn không á thì mình đi về. Ok, quỳ. Em quỳ. Có 1 triệu cũng quỳ nữa trời. Đây, 1 triệu của em đây. Nhớ trả chị đúng hạn đúng nha. Đúng vậy. Hay. Mượn gì có 1 triệu mà cũng quỳ nữa. Kệ đi, miễn mượn được 1 triệu thì quỳ có sao đâu. Mai mốt khi nào trả, hay bắt nó quỳ lại.